hôm nay mua được hoa hồng rất là rẻ và đẹp ha. Thì Yến sẽ chia sẻ cả nhà cách cắm một cái giỏ hoa hồng đỏ với hoa sa lem trắng. Và lá đệm là Yến sử dụng lá đinh lăng và lá thiết mộc lan ha. Rồi nguyên liệu của Yến sẽ dồn hoa hồng. Thì bây giờ đây là cái giỏ mà Yến đã chuẩn bị và đây là cục xốp ha. Mình gạt cái này đi. Đây, cục xốp Yến đã ngâm qua rồi. Thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu cắm. Thì đầu tiên là Yến sẽ phủ cái lá lan ở phía dưới này trước, rồi sau đó Yến phủ đinh lăng và Yến sẽ cắm hoa hồng lên hen. Rồi. Thank you.
Rồi, thì mình cắm đệm cái đinh lăng rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ cắm cái hoa. Chỗ này nè, bông đầu tiên là mình sẽ cho cao nhất, rồi bông thứ hai là mình sẽ cho cái tầng thứ hai mình sẽ cho thấp hơn ha. Mình đỡ phải mất công thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu chêm sa lem vô luôn ha. Thank you.
tiên là mình cắm cái bông cao nhất ở chỗ này. Sau đó là mình sẽ những cái bông này nè, mình sẽ cắm xéo góc vô ha. Rồi mình cứ hạ chiều cao nó xuống đây. Thì đây là tầng thứ hai, đây là tầng thứ ba và đây là tầng thứ tư ha. Đó là mình sẽ xét ngay chỗ này luôn. Và mình sẽ đệm xà lem ngay ở chính giữa những cái gọi là cái hoa này. Đó, thì bên trong ý đã đệm cái đinh lăng từ trước rồi, cho nên là mình cắm vô là mình thấy là cái vỏ hoa của mình nè, nó không có bị gọi là thấy xốp ở đây ha. Rồi mình chỉ cần là tưới nước thôi thì cái vỏ hoa này rất là đẹp ha. Rồi chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa hồng với là xà lem ha, bình hoa cái lẵng hoa chúc mừng này ha. Hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo.